Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trước mặt quý vị, các bạn là chiếc cối đùn thịt, đùn xương, đùn cổ gà, đùn cánh gà, thậm chí là đùn cả cám viên mà hiện nay bên em phân phối và bán trên thị trường hiện nay. Thì đây là hai cái dòng bán khá là chạy. Đây, cái dòng thực phẩm trước là thực phẩm, vì nó là dòng inox nên nó khá là sạch sẽ. Dòng 22 inox và 32 inox. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái giống là 22 inox này. Thì bên trái này quý vị là cái dòng 22 inox đây, và em đã tháo thử một con rồi. Bên xong quý vị cũng như thấy là cái trục xoắn hoặc là lòng gà đấy, lòng inox nó cực kỳ là sáng, khi nó rửa cũng cực kỳ dễ dàng. Thì đi kèm nó thì có những cái lưỡi dao đây, lưỡi dao thì có ghi là đều là inox đây và lưỡi gai 22, cực kỳ là tốt, bền bỉ. Ở đây những mặt sàn của nó, mặt sàn thì nó không thể bằng inox được quý vị nhé. Thì mặt sàn đi kèm của nó sẽ là sàn 8 ly. Còn khi mà quý vị mà cần những mặt sàn đi kèm khác, ví dụ như cần sàn 6 ly này, sàn 4 ly, sàn 2 ly thì bên em cũng đều có cả để quý vị đùn chả cá hay là đùn cám viên. Đây là những vị trí mà chốt bánh đà có là đây. Khi chúng ta có khung này rồi, chúng ta chốt bánh đà vào, lắp bánh đà vào, thì đối với dòng cối 22 này thì nó sẽ là cái bánh đà của nó là bánh đà đôi và dẫn A. Motor đi kèm đối với cái dòng 22 inox này thì nó sẽ rơi khoảng từ 22 kW trở lên. Và riêng cái đoạn cối này thì chúng ta sẽ mặc định sẽ phải sử dụng motor tốc chậm 1400 vòng, tránh trường hợp quý vị các bạn sử dụng motor tốc nhanh, như vậy nó sẽ cực kỳ là phá máy, thậm chí nó hỏng cả máy luôn quý vị nhé. Và cái dòng cối đùn thì nó sẽ phải motor đảo chiều, nó sẽ không thuận chiều như cái motor chúng ta khi chúng ta mua về. Khi mà quý vị cần hỗ trợ thì cứ alo cho bên em, bên sẽ hỗ trợ cho quý vị luôn từ các chỉnh motor và lắp đặt máy. Khi kết hợp với motor 2,2 kW tốc chậm thì năng suất đạt khá là cao, khoảng từ 100 tới 150 kg, thậm chí còn hơn rất là nhiều. Còn khi mà quý vị cần năng suất cao hơn, lớn hơn nhiều thì quý vị hãy sang cái mẫu bên cạnh, đó là cái mẫu 32 inox. Thì cái dòng này nó sẽ kết hợp với motor 3 kW trở lên và cái năng suất nó cũng khá là cao. Từ khoảng từ 150 kg cơ cho tới 250 kg. Cũng có đầy đủ các mặt sàn để quý vị lựa chọn. Ví dụ như mặt sàn 6, sàn 4 và sàn 2 để chúng ta đùn chả cá cũng như đùn cám viên. Bánh đa thì nó cũng là bánh đa đôi và dạng A. Tất cả các dòng inox này nó đều sử dụng là bánh đa đôi và dạng A nha, quý vị lưu ý vậy. Còn khi mà quý vị sử dụng cái cối đùn bằng gang thì nó sẽ là bánh đà đơn và dạng B để nó kéo sẽ khỏe, và dòng này sẽ là đôi và dạng A. Quý vị mua hàng của em thì hãy alo cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.